Hãy tăng lương cho dancer của chúng ta đi. Tài khoản của Rudiger là gì? Tôi sẽ thưởng nóng cho cậu ấy. Hãy gọi cho ban lãnh đạo và bảo họ hãy gia hạn với Rudiger ngay đi. Và còn rất nhiều những lời có cánh khác đã được dành tặng cho Antonio Rudiger trên khắp các cộng đồng fan Chelsea. Bởi đơn giản, màn trình diễn của trung vệ người Đức đã đưa The Blue trở về từ cõi chết trong một trận đấu không hề dễ dàng trước Leeds United. Trong một buổi tối có phần kỳ lạ của Premier League, cả ba đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng đều có cho mình những trận thắng đầy nhọc nhằn. Man City trong thế dẫn người cũng phải nhờ đến cú sút trên chấm phạt đền của Sterling để có được 3 điểm. Mohamed Salah có một lần nữa đóng vai người hùng trên chấm 11m và giúp Liverpool có được chiến thắng trước Aston Villa của Steven Gerrard. Nhưng những diễn biến hấp dẫn hơn chắc chắn là nằm ở 90 phút trên sân vận động Stamford Bridge. Cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở đến những giây cuối cùng của Chelsea và Leeds United đã mang tới cho người hâm mộ những cảm xúc thăng hoa bậc nhất của môn thể thao vua. Nhà vô địch châu Âu phải nhận bàn thua trước ngay trên sân nhà trước khi Mason Mount mang về bàn thắng san bằng tỷ số. Những điểm nhấn của trận đấu sẽ là hai tình huống tham gia tấn công mang về hai quả phạt đền cho đội nhà từ vị trí của Antonio Rudiger. Trong thế trận pressing tầm cao của Leeds United, Chelsea đã gặp không ít khó khăn để có thể triển khai bóng như thường lệ. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện liên tục của trung vệ người Đức phía bên trong vòng cấm đối phương đã mang đến ít nhiều áp lực cho các vị khách. Chính nhờ hai trong số những tình huống như vậy mà Chelsea đã có được lợi thế từ hai tình huống đá phạt đền mà Rudiger tạo ra. Người hâm mộ át hẳn sẽ nhắc rất nhiều tới hệ thống phòng ngự đã từng là chỗ dựa cho Chelsea ở mùa giải năm nay. Hàng thủ đó đã phải nhận tới 7 bàn thua trong 4 trận đấu gần nhất tại đấu trường quốc nội. Nhưng có lẽ trong chuỗi trận đó sẽ chẳng có The Blue nào có thể trách được phong độ của Antonio Rudiger. Trung vệ người Đức vẫn luôn thể hiện được sự ổn định đáng kinh ngạc và luôn là chốt chặn đáng tin cậy nhất trong bộ ba trung vệ của Thomas Tuchel. Những gì mà Rudiger đang thể hiện trong thời gian vừa qua đang cho thấy vì sao anh xứng đáng với một bản hợp đồng với mức lương cao hơn. Và đó cũng chính là điều trung vệ người Đức mong muốn từ ban lãnh đạo của Chelsea trong suốt thời gian vừa qua. Ngay từ sau khi lên ngôi đấu trường Champions League, Chelsea đã không che giấu ý định gia hạn với trung vệ người Đức là một trong những hạt nhân quan trọng nhất của Thomas Tuchel. Mức lương 100.000 bảng một tuần chắc chắn sẽ không đủ để nói lên tầm quan trọng của Rudiger. Nguyện vọng tăng lương của trung vệ người Đức sẽ không phải là một yêu cầu quá đáng nếu so với những gì anh đã đóng góp cho đội chủ sân Stamford Bridge. Nhưng là một đội bóng lớn, thượng tầng của Chelsea có lý do để đưa ra những chính sách của đội bóng để giúp mọi thứ nằm trong đúng khuôn khổ. Đó cũng là một phần lý do vì sao mà tiến độ đàm phán của thương vụ này đã trở nên đình trệ trong suốt những tháng vừa qua kể từ khi mùa giải mới bắt đầu. Bản hợp đồng hiện tại của trung vệ người Đức với Chelsea sẽ đáo hạn vào mùa hè 2020 và Rudiger có quyền tính tới những bước đi mới cho tương lai của mình. Sau những gì đã làm được, sự quan tâm của những ông lớn như Real Madrid, Bayern Munich hay Paris Saint-Germain dành cho cầu thủ Chelsea là hoàn toàn xứng đáng. Và rõ ràng Rudiger cũng nhận thức được rằng khả năng của anh hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của những đội bóng hàng đầu châu lục. Nhưng đó không phải là lý do cho phép số 2 của Chelsea tỏ ra kiêu ngạo và đặt bản thân mình lên vị thế số 1 của câu lạc bộ. Rudiger chưa từng một lần tỏ ra phàn nàn với sự chậm trễ trong công tác đàm phán của Chelsea. Anh cũng chưa bao giờ yêu cầu câu lạc bộ phải để mình ra đi hay được tự do đàm phán với một câu lạc bộ khác. Và sau tất cả, người hâm mộ vẫn luôn được thấy hình ảnh của một cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp ở cả trên sân tập lẫn trong các trận đấu chính thức. Cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu với Leeds United đã vang lên, pha xô sát của Rudiger với các thủ đội khách đã một lần nữa cho thấy nhiệt huyết và thái độ của anh là đáng trân trọng đến nhường nào. Sau những gì đã làm được, một lần nữa người hâm mộ có quyền đặt ra câu hỏi về thái độ thiếu cương quyết của The Blue trong việc gia hạn hợp đồng với cầu thủ người Đức. Để có thể hiểu rõ hơn về việc liệu những mong muốn của Rudiger có thực sự hợp lý hay không, hãy thử đến với mức lương của những trung vệ hàng đầu nước Anh vào lúc này. Ở Liverpool, Virgil van Dijk đang được hưởng mức thù lao rơi vào khoảng 220.000 bảng một tuần. Trong khi đó, Raphael Varane cùng Harry Maguire ở cùng vị trí đã được hưởng mức lương rơi vào khoảng 320.000 và 190.000 bảng một tuần. Nếu chỉ nhìn vào những con số này, có thể dễ dàng thấy được mức lương 100.000 bảng một tuần là quá thấp với vai trò mà Antonio Rudiger trong suốt những năm vừa qua đã thể hiện trong màu áo The Blue. Qua từng năm, Rudiger từng bước chứng minh cho tất cả thấy rằng anh sở hữu cho mình tiềm năng lớn ra sao ở vị trí trung tâm hàng hậu vệ của đội bóng. Và cho tới lúc này, những gì mà trung vệ người Đức đang làm được cùng Chelsea là những thành quả xứng đáng trong suốt quãng thời gian đó. Quay trở lại với thực tại, đây đang là quãng thời gian cực kỳ nhạy cảm khi nhắc về tương lai của Antonio Rudiger. Không ít ông lớn của lục địa già đang công khai ý định muốn có được sự phục vụ của trung vệ mang áo số 2 từ Chelsea. Với những gì đã làm được, cả Real Madrid hay thậm chí là Paris Saint-Germain sẵn sàng đáp ứng mức lương rơi vào khoảng 200.000 bảng một tuần mà cầu thủ người Đức đang mong muốn có được. Đó là con số phù hợp và hoàn toàn xứng đáng cho đẳng cấp hiện tại của nhà vô địch châu Âu. Nhưng trên hết, Rudiger vẫn đang rất kiên nhẫn chờ đợi lời đề nghị từ câu lạc bộ chủ quản lên bàn đàm phán trước khi tính tới những phương án tiếp theo. Và trong quãng thời gian đó, anh vẫn đang cống hiến cho The Blue những gì tốt nhất của bản thân.
Sự chuyên nghiệp đó của Rudiger hoàn toàn có thể trở thành yếu tố then chốt cho quá trình gia hạn này. Với Rudiger ở thời điểm hiện tại, quan trọng nhất đó chính là việc được ra sân và thể hiện những gì tốt nhất có thể dành cho đội bóng London. Sự chuyên nghiệp đó của cầu thủ người Đức đang tạo nên tiền đề về mặt tinh thần cho những nỗ lực vượt qua khó khăn của Chelsea trong thời gian vừa qua. Có một sự thật rằng sẽ không ai có thể đặt bản thân mình lên phía trên cả một câu lạc bộ. Nó sẽ không chỉ phụ thuộc vào Tony, và tôi muốn mọi người biết rằng chúng tôi hiểu được những gì cậu ấy đang làm được và hoàn toàn trân trọng. Cái chúng ta cần là một chút kiên nhẫn. Đó là những chia sẻ của huấn luyện viên Thomas Tuchel khi được hỏi về tương lai của cậu trò đồng hương ngay sau chiến thắng trước Leeds United. Sẽ khó có thể che giấu đi sự thật rằng Rudiger đang là cái tên hoàn hảo nhất mà cựu thuyền trưởng của Paris Saint-Germain đang có trong hàng thủ của Chelsea. Bên cạnh kinh nghiệm của Thiago Silva và sức trẻ của Chalobah, Rudiger giống như một sự tổng hòa hoàn hảo đang tạo ra sự khác biệt cho phòng tuyến của nhà đương kim vô địch châu Âu. Người hâm mộ của Chelsea lúc này hơn ai hết hiểu rõ rằng việc gia hạn hợp đồng với Antonio Rudiger sẽ là một nhiệm vụ tối quan trọng khi mùa giải đang bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất. Sự ổn định về mặt tâm lý sẽ là yếu tố quan trọng bậc nhất để có thể đảm bảo được sự thành công cho một cá nhân hay toàn bộ tập thể của đội bóng. Việc nhanh chóng thúc đẩy quá trình đàm phán với Rudiger sẽ là hành động cho thấy quyết tâm và tham vọng của The Blue trong mùa giải này trước sự lôi kéo của không ít những ông lớn hàng đầu của lục địa già. Chung vậy, người Đức có quyền suy nghĩ về bến đỗ tương lai của mình khi mà Chelsea vẫn chưa đưa ra những tín hiệu cụ thể. Tất cả mọi người đều muốn cậu ấy ở lại, đó là một điều cần phải làm rõ. Chelsea sẽ cần phải hành động một cách cụ thể để chứng minh cho những chia sẻ của Thomas Tuchel là hoàn toàn có cơ sở. Với tiềm lực tài chính của mình, Real Madrid đang rất sẵn sàng để biến Rudiger trở thành một trong những cầu thủ sở hữu mức lương cao nhất thế giới nếu anh sẵn sàng ra đi. Đây sẽ là bến đỗ tiềm năng bậc nhất của trung vệ người Đức nếu anh quyết định rời London vào cuối mùa giải này. Và mất đi Rudiger ắt hẳn sẽ không khiến cho các chủ Blue có thể cảm thấy thoải mái, nhất là sau những gì anh đã làm cũng như đang làm ở sân Stamford Bridge. Một cầu thủ với tinh thần chuyên nghiệp đáng trân trọng, một cầu thủ lớn, luôn cho thấy được nhiệt huyết và sự cống hiến ở mức tối đa mỗi khi được thi đấu. Antonio Rudiger ở độ tuổi 28 đang cho thấy phong độ đỉnh cao bậc nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Anh đang tự mình chứng minh cho tất cả thế rằng phong độ này của bản thân xứng đáng nhận được mức thù lao hơn những bản hợp đồng hiện tại. Có lẽ nếu có thể, các cổ động viên của Chelsea cũng hoàn toàn sẵn sàng bỏ tiền túi của mình ra để bù vào phần lương mà Rudiger đang mong muốn nhận được tại London. Và Chelsea chắc chắn sẽ không muốn để mất trung vệ người Đức vào cuối mùa giải này, bởi đối với các chủ Blue, đó sẽ không khác gì là một tội ác cả.